cả quý vị hiểu. Lấy cúp luôn đúng không? Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Rồi, vậy là nhiều rồi ha. Rồi nhất gì ba làm hết ha. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn buổi sáng nha. Hiện tại thì giờ này khoảng tầm 6 giờ sáng. Cao Tùng Vlog đang có mặt tại hồ Sòi Chét. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang với quy mô rất là lớn luôn. Do năm rồi thì do dịch bệnh nên không có tổ chức. Năm nay thì năm 2022 thì giải đua bò Bảy Núi An Giang lại tiếp tục diễn ra. Giờ này mình nhìn thấy là quang cảnh rất là đông, bà con đến rất là sớm luôn. Trong đó có những cái đôi bò của bà con kìa. Mình nghĩ là đến rất là sáng luôn á. Hôm nay thì Cao Tùng Vlog sẽ cố gắng ghi hình chi tiết nhất về lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang. Cô chú anh chị nào chưa có đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ cho Cao Tùng Vlog một đăng ký kênh cũng như là bình luận phía dưới để ủng hộ nha bà con. Ở đây là cái khu vực gửi xe nè. Có hai khu vực gửi xe nha. Khi mà bà con vào tham gia lễ hội thì có hai chỗ gửi xe. Ở phía ngoài thì cũng có một chỗ gửi xe. Ở đây cũng vậy. Trong đây thì gửi xe thì có mấy bóng cây mát mát hơn. Rồi bây giờ mình sẽ men theo cái con đường nhựa này để qua cái khu vực bà con đang có những cái đôi bò rất đẹp nè. Rồi mình mời bà con cô bác nha. Đây là cái ngã ba, cái đường đi vào trong chỗ khu vực, chút xíu nữa là giải đua sẽ diễn ra nha. Phía trước này thì có mấy bà con người ta buôn bán nè. Đa phần là bà con dân tộc Khmer thì nhiều. Đó, bán đồ ăn cũng rất là nhiều nè. Đó, nước mía luôn. Đến đây thì khỏi sợ khát nước nha. Có bán bánh đầy đủ luôn, rồi nước uống luôn. Đó. Đây, nước mía luôn. Hello chú. Rồi, mình sẽ đi vào bên trong luôn nha. Đây bán nón luôn. Chắc mình qua đây mình kiếm một cái nón nào đó để cho đỡ nắng nha. Nón bao nhiêu cái chú? 20 cái kết. 20 một cái kết. Rồi, kiếm một cái nón cây. Chứ một chút xíu nữa là nắng dữ lắm luôn á. Nón nào cũng 20.000 đồng giá luôn. Kiếm cái nón nào đen đen, mình hơi bị đen nên là kiếm mấy cái món nó cái nón nào hơi đen đen mới được. Rồi thấy cái nón này đẹp đẹp nè. Rồi em lấy cái nón này anh ơi. 20.000 ha anh. Rồi 20.000. Tháo giùm em cái nút anh. Em đội luôn ơi. Rồi đó. 20.000. Lấy cái miếng này ra luôn em. Rồi đội luôn. Cho nó mát mát coi. Rồi gửi tiền anh trai luôn. Rồi 20.000 luôn. Đồng giá 20.000. Rồi bây giờ mình sẽ đi dài dài theo con đường này nha, đi vào trong luôn. Đây bán ốp lưng luôn. Ốp lưng điện thoại. Bên kia thì không biết là bán nước hay là phát nước miễn phí này không biết nữa. Bên này bán đồ ăn nha. Ở đây thì đa phần bà con dân tộc Khmer bán thì rất là nhiều. Rồi mình nhìn thấy xa xa phía trước thì rất là nhiều những cái đôi bò của bà con đang tập trung để chuẩn bị thi đấu rồi. Mấy chú này chắc cũng nằm trong những cái đội đua bò quá. Mình có tham gia đua bò không chú? Mình có cái cặp nào đua bò trong đây không? Dạ. Có đua bò. Dạ mình là chủ của những cái đôi bò trong đây ha. Dạ. Đôi bò số mấy chú? Số 8. Số 8 đúng không? Dạ. Chú ở đâu? Ở Tịnh Biên. Dạ Tịnh Biên ha, đôi bò mình đến từ Tịnh Biên ha. Dạ.
Mấy giờ là mình bắt đầu thi đấu hả chú? À, 8 giờ, 7 giờ. Dạ. Còn 7 đến 8 giờ ha. À. Dạ. Rồi để mình về về trong hỏi rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Chúc năm nay đậu giải nhất nha. Dạ, tên gì? Dạ, đôi vòi số 8 ở Tịnh Biên. Dạ dạ dạ. Dạ. Chú tên gì? Dạ, tên Sao. Tên Sao. Dạ. Dạ. Chú Sao, đôi vòi số 8. Đây, phía tây phải mình là cái sân thi đấu của phía đó nha. Đây có bán bông ròn luôn, kẹo bông ròn. Đây, bên đây là những cái đầu bò, rất là nhiều những cái đầu bò nè bà con. Đang chuẩn bị tập trung để thi đấu nè. Đó, dài dài phía đó đó, rất là đông bà con luôn nè. Tập trung rất là đông rồi nè. Đây để mình hỏi là chỗ này tôi bỏ số mấy. Cái bò này có một cái sừng rất đẹp luôn. Tôi bỏ số 1 nha. Cái bò này của mình ha anh trai. Ông của anh đó. Của anh hả? Dạ dạ. Dạ. Cái bò mình đến từ đâu anh? Dạ. Cái bò mình đến từ đâu? Lai Trì. Lai Trì hả? Lai Trì hả chú? Lai Trì. Dạ, Lai Trì. Cái bò mình thi đấu được mấy năm rồi hả chú? Cái bò mình năm nay thi đấu được mấy năm rồi? Dường như là mới thi đấu năm nay. À, mới thi đấu năm nay ha. Đi sang Covid. Dạ, năm ngoái nghỉ hả chú? Đúng rồi. Dạ. Đây, đầu bò số 1. Đến từ Lai Trì. Bên đó có một cái đầu bò cũng đang tập, mới tập vợt cái gì kìa, đang đi lên, không biết là mấy giờ thi đấu rồi nữa. Rồi, cái gì dài qua đây luôn. Đây, bên đây tập trung rất là nhiều những cái đầu bò luôn. Đây, rất là đông bà con đã tập trung ở đây chuẩn bị thi đấu luôn. Đây, đây số 12, số 9, 21, rất là nhiều luôn. Mấy giờ mình bắt đầu thi đấu hả chú? Chưa. Dạ chưa hả? Giờ đây là mới tập giờ hả chú? Mới tập cho đồ bò nữa, quen sân. Dạ, mình mới có tập đi cho quen sân ha. Dạ. Dạ. Đây, mấy anh này chắc mấy chủ của mấy cặp bò đây. Mình cặp bò số mấy anh? 12 hả? 12 đúng không? 12. Rất là đông luôn nè. Các bạn bà con tập trung ở đây nhiều, rất là nhiều luôn. Giờ nãy với phía dưới sân đấu thì những cái đôi bò đang tập trung để mà đi thử nha. Cho que cho những cái đôi bò quen chân á, quen đường. Đây, rất là đông luôn. Môn lành phúng ở trong bà con người ta luôn. Rồi hello gia đình luôn. Mình đôi bò số mấy này anh? Đôi bò số mấy đôi bò số mấy em chạy? 21 đúng không? Đến từ đâu? Đến từ đâu? Dân giáo. Dân giáo ha, đôi bò số 21 đến từ dân giáo. Hôm nay cố gắng lấy giải nhất nha. Rất là đông luôn nè. Đôi bò số 2. Sáng bà con người ta cũng cúng gà nè. Anh này đôi bò số 2. Đây bên đây đông quá luôn, gia đình bên đây đông quá luôn.
Cái đôi bò này hình như là năm rồi thì năm trước cái gì đấu hình như có giải nè, nên treo ở trên. Anh ở trên cái đầu của con bò đó là cái đó là giải gì anh? Như năm trước hay gì? Dạ. Cái đó là giải hay gì anh? Cờ lưu niệm. À, cờ lưu niệm những năm trước mình thi đấu ha. Dạ. Trang trí vô. Dạ, trang trí vô. Em tưởng đâu là cờ đó là cờ năm rồi hạng nhất hay gì chứ. Dạ, làm màu mè. Dạ. Thứ ba rồi, năm nay lên đại tá nè. Dạ, hôm nay lên đại tá ha. Đội bò mình đến từ đâu anh? Lương Phi ha. Dạ. Đây, đội bò số 18 đến từ Lương Phi. Nguyễn Chi Tôn. Cặp bò này quá sung rồi. Cặp bò này quá sung luôn rồi. Cặp bò này quá sung rồi. Đây. Cặp bò này là cặp bò số 5 nha bà con. Đó. Đem mồi heo nhậu cái gì chú? Mình đem heo mồi heo nhậu cái gì? Bò nào ăn mua bò đó. Cặp bò này sung quá sung rồi. Cặp bò này quá sung rồi. Cặp bò này quá sung luôn rồi. Muốn ra sân thi đấu hả chú? Ê, đi dài dài qua đây luôn. Đây, chú đang rửa mặt mày nữa hả chú? Dạ, cho sạch sẽ sáng láng lên ha. Chuẩn bị thi đấu ha. Đây, cặp bò số 17. Bò mình đến từ đâu anh trai? Ở đây luôn à. Dạ, ở đây luôn ha. Sồi chết rồi luôn ha. Dạ. Dạ, quê nhà luôn. Rồi. Sang nhà, sát bên nhà. Rồi lấy giải nhất về luôn nha. Rồi, cố gắng. Tại vì đồng qua không biết ai là ai đâu. Dạ. Cố gắng hết sức đi. Ta cũng muốn hạng nhất, mình cũng muốn hạng nhất à. Dạ. Cố gắng thi đấu ha. Rồi, số 17 là đội nhà nha bà con. Bà con nào có ủng hộ đội nhà thì nhớ ủng hộ số 17. Dạ, sát bên đây luôn. Sát bên đây luôn. Mình lấy giải về là gần luôn á. Lấy giải xong rồi dắt bò vô chuồng luôn. Rồi, nó dễ á. Dễ, thôi chở xe. Rồi, vui vẻ. Dạ, dạ. Mấy anh khỏe hết. Dạ, rồi, cảm ơn anh trai luôn. Nhà khỏe hết. Quá em. Đây bên đây cũng còn rất là nhiều những cái đôi bò nè. Rồi buổi sáng mình gia đình mình bắt đầu nhâm nhi nha, chuẩn bị thi đấu ha. Năm nay là tính giật giải mấy đây? Giật hết luôn. Lấy cúp luôn đúng không? Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Rồi vậy là nhiều đôi ha. Rồi nhất gì ba làm hết ha. Rồi mình nói cái câu gì cho bà con khán giả ủng hộ cho mình coi. Nói chung là chơi tôi vui. Bữa nay là vui là chính, lấy giải là mừng. Ok không? Ok, 1 2 3 nè. 1 2 3 có hí cho cái đội mình nè, 1 2 3 nè. 1 2 3. Dạ. Dạ rồi. Đội trưởng. Năm nay gắng lấy giải nhất nha đội trưởng. Đội trưởng là mình kêu là cái gì em trai? Đội trưởng mình kêu là gì anh trai? Ba nuôi hả? Ba nuôi gì tiếng Việt mà. Ba nuôi tiếng Việt.
Tiếng gì chú? Tiếng gì? Tiếng gì? Tiếng gì? Bây giờ chú là chứng nha. Dạ. Lấy giải là 10. Dạ, đúng rồi. Đội mình đến từ đâu em trai? Là sòi chép luôn ha. Dạ. Dạ. Là sân nhà luôn ha. Rồi đây đây là thêm một đội sân nhà nữa. Của thuộc rồi xã Núi Tô luôn. Hôm nay mình thi đấu bao nhiêu đôi bò em trai? 26 đôi ha. Của mình là tham gia được mấy đôi? Năm sáu bảy đôi là 12 đôi hả? 5-6-7 đôi là 12 đôi. Bao nhiêu lần đó? Lấy từ giải nhất tới khuyến khích luôn. Khuyến khích không chờ luôn hả? Ngoan thế rồi lấy hết luôn. À, mình sang nhà mình kế bên đây mình lấy xe mình chở về nhanh á. Lấy xe thùng qua chở luôn. Nhanh. Khỏi đi xa, khỏi đi xa. Anh nói gì anh trai? Anh nói gì? Anh đâu dịch rồi? Sư phụ mấy đứa em đó. Dạ dạ, chú là sư phụ mấy đứa em á. Ở đây sư phụ á. Sư phụ. Bên đây, xa thôn Bình Sơn, anh nào cũng bốt. Mình không có gần tiếng của bà con. Đây, chú bò đây nè. Đây đây đây, giới thiệu chú bò luôn. Chú lại chú. Chú kia đi bên kia luôn rồi. À, đi qua đây luôn. Đây bên đây có một cái đôi bò rất là đặc biệt nha. Đôi bò này thì có hai cái màu khác nhau rất là rõ rệt luôn. Dạ, hai cái đôi bò này có hai cái màu hơi khác nhau hả chú? Dạ. Đôi bò số 10. Cũng còn rất là nhiều đôi bò ở phía sau luôn nè. Mới là mấy giờ thi đấu đây? Theo lịch thì ban tổ chức thông báo là khoảng 7:30 là bắt đầu sẽ tiến hành thi đấu. Đội bên đây đông quá luôn. Đội bên đây khán giả ủng hộ nhiều nè. Thấy bà con ta đứng ở phía trên đông quá đông. Hello em trai. Đội mình đến từ đâu em trai? Ông hello chú. Đội mình đến từ đâu chú? Đội mình đến từ đâu? Lê Chi. Dạ. Lê Chi. Lê Chi. Dạ, đội Lê Chi. Đội mình không biết là số mấy chú. Dạ, để quay cho bà con ta xem luôn. Dạ, đội Lê Chi nha, đánh từ Lê Chi. Đó, số 08 nha. Bà con nào có ủng hộ đội nhà hay là đội nào đó thì có số mình có quay ở phía trên ủng hộ nha bà con. Đây, đội này có cái cặp sừng rất là đẹp luôn. Dạ. Dạ, đội này là có cặp sừng, thực sự là sớm giờ là mình thấy là đội này có cặp sừng rất là đẹp luôn. Rất là đặc biệt. Rồi, bà con nào có thương đội Lê Chi thì ủng hộ số 8. Rất là đông luôn nè. Đây đây là cái sân chuẩn bị sẽ thi đấu nha bà con. Phía sau gần với núi Cô Tô. Sân của sòi chép. Ở đây là hụt sòi chép phải không anh? Hồ sòi chép đúng không? Dạ. Đây đây là cái ở trong sân thi đấu nè bà con. Đây đây đây, đây cái sân chuẩn bị sẽ thi đấu nha. Đây ở đây có một cái đội đang chuẩn bị mà giờ đây đang nhậu rồi. Chút xíu nữa là máu lắm nè, ủng hộ mình đội số mấy anh trai? Mình đội số mấy? 23 ha. Đội mình đến từ đâu? Dạ. Dạ. Rồi đó bà con nào bà có bà chúc gặp bà chắc hả? Rồi bà chúc. Trời này thì rất là nhiều những cái phóng viên nhà báo ở phía bên kia kìa đang tác nghiệp. Đây cái sân này thì cũng khá là lớn á.
sức chứa rất lớn luôn. Đây, bên đây thì bán đồ ăn cũng rất là nhiều nè, phía trên rất là nhiều những chỗ bán đồ ăn thức uống. Xa xa đằng kia cũng còn rất là nhiều những chỗ trống kìa, bà con người bà ta bán đồ ăn kìa. Rồi mình sẽ ở đây và mình đợi đến lượt thi đấu nha bà con. Dạ con Cao Tùng Vlog ở Châu Thành cô. Dạ. Vô xem ủng hộ con nha con. Dạ dạ. Rồi cô này bán nước luôn. Đến đây thì khỏi sợ khát nước, bán nước ướp lạnh luôn. Đó. Có bia nhậu luôn hả? Im nghe. Cô tên gì? Cô tên gì? Cô Thảo ha. Rồi bà con nào có đến đây xem đua bò thì lại cái tiệm của cô Thảo. Có mồi nhậu không? Có mồi nhậu, thằng em bán mồi nhậu. À mồi nhậu ra đằng kia ha. Dạ. Chắc cũng đang đợi cho những cái đội đủ đội á cô. Dạ. Đã khai mạc nữa. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi chúc chị mua mai mới đắt luôn nha. Dạ. Bên này chú này bán nước mía luôn. Đây cũng còn rất là nhiều những cái điểm bán đồ ăn. Khi mà đến đây thì bà con khỏi sợ khát nước và không sợ đói đâu nha. Cũng đã 2 năm rồi. Năm rồi thì do dịch bệnh nên không có tổ chức. Năm nay thì tiếp tục tổ chức giải đua bò Bảy Núi An Giang. Rất là nhiều. Đây giờ này cũng rất là đông bà con người ta. Ồ chỗ này có bán cái đồ ăn nè. Rất nhiều luôn nè. Quá toàn đồ ăn luôn rồi. Hello con, hello con trai. Mấy cô này bán đồ ăn. Rất là ngon luôn hả? Rất là ngon luôn. Tôi muốn riêu cua. Tôi riêu cua này như tiền con. Một tô có 10 hay 15 ngàn. 15 ngàn hả? Cũng dễ ăn ha. Đây. Đó. Bún riêu luôn. Đây. Hồi sáng mình ăn rồi. Giờ này đây. Đó, giờ này đó bụng thì ra đây đây. Đó, thịt nướng lụi quá ngon luôn. Đây. Bên đây bán nước uống luôn. Bên đây em gái bán nước uống luôn. Ở đây có nguyên một cái chỗ người ta để ghế này nè. Đi dài dài quay hết cái quang cảnh phía trên cho bà con xem luôn. Hello, hello em trai. Mình đi du lịch hả em trai? Rồi hello em gái luôn. Hello em trai mà không hello em gái là không có được đâu à. Hai bạn người ta đi chơi thôi, đi khác quay đi ơi. Bạn mình đi chơi em đưa lên sóng hoài luôn. Tối ngày đi chọc mình hoài. Anh xuống đi. Ở đó quay luôn đi. Chúng đi chơi mà bị quay là đấy. Hello, hello chị luôn. Hello con gái luôn. Đây tôi hello em gái bên này kìa coi. Chào em. Chào em gái. Hello, hello chú nè. Hello gà mấy bạn. Hello, hello chú ơi. Con gái. Mới buồn ngủ à, mới vậy à, đi mới sao ạ? Rồi, đây quá đông luôn. Nửa tiếng chưa? Tiếng hồ rồi. Tiếng hồ rồi chú. Gia đình của mình cũng ở An Giang ha. Ở An Giang. Dạ. 2 năm rồi mới chờ đợi được cái lễ hội đua bò ha. Hình như là lịch thi đấu 7:30 mà giờ này hơn 8 giờ hả chú? Nắng quá nắng luôn rồi. Không mà mình đi sớm đi, mình ngồi mấy cái vị trí đẹp mình sẽ coi rõ ràng hơn. Dạ. Hello trai. Hello chú nè. Nhớ vào kênh Cao Tùng Vlog ủng hộ con nghe. Rồi bye bye con. Rồi chị gái bán cà na luôn. Rồi không thấy người ta đẹp quay hoài luôn á, nãy giờ quay không đi chỗ khác luôn chị. Rồi không thấy đẹp lên đây quay hoài mà không, mà chị gái đẹp thiệt, chị gái bán cà na. Thôi tạm biệt chị luôn nha. Đây khán giả ngồi phía trên đợi, đang đợi chuẩn bị thi đấu. Chào chú. Dạ chào mấy chú.
đây bán dừa tươi luôn. Quéo hả? Quéo. Chặt vô một cây quéo. Đi chơi nhìn bộ. Chơi. Chạy nha. Quéo. Né ra, né ra. Quéo. Bắn nước đó chị gái ơi. Bị bắn nước đó chị gái. Rồi, 1, 2, 3. Con tính hỏi chị đã hưởng thức trái dừa ở bãi núi ngon hôm nè, tính nhờ chị review nè. Đang ở non nghèo. Non nghèo hả? Non nghèo, nghèo là nó ngọt mà. Chưa review mà. Chưa review mà. Dừa bãi núi. Dừa bãi núi ai ăn? Bãi núi ai ăn? Ngon thơm. Ngon thơm luôn. Ngọt luôn. Thiệt không, thiệt không? Đừng dối lòng nha. Nước nhiều đó. Nước nhiều. Chú nói nước nhiều nè. Nước nhiều không chị? Nước nhiều không? Vậy là vừa với chú nước nhiều ha. Đây nè, 4 người uống trái nè, thấy không? 4 người uống trái luôn. Nước về. Đó, ông trai nước nhiều không trai? Dạ. Kè, nước nhiều không kè? Nước nhiều anh nhiều. Ờ, 4 người uống trái. Chàng bé đi sợ bắn mặt. Rồi, ở bên phía cuối đường thì có bán một cái đặc sản của vùng bảy núi, đó là đu đủ đâm. Rất là ngon luôn. Đu đủ đâm. Những cái đu đủ sống nhìn màu sợi nè, ăn như các loại gia vị, hình như là lúc trước ăn là đếm mười mấy gia vị phải không chị? Dạ. Chính hãng trên đây là đu đủ đâm đây, hai anh ơi. Anh ơi, mua đu đủ đâm đây, mua đi. Đây bà con biết cái mặt của anh này không bà con? Đó, rất là nổi tiếng ở An Giang mình, đó là anh là bộ lý lý gì đó. Rồi để review đu đủ đâm thích chồng luôn. Đây là một cái đặc trưng của bà con dân tộc Khmer, đó là một cái món rất là đặc biệt, đó là đu đủ đâm. Cái hố này thì để dành trộn nè. Đây là quang cảnh ở phía khu vực đường đi qua khán đài nha bà con. Quay hết hoàn cảnh cho bà con xem. Đến đây thì clip của Coi Tùng Vlog sẽ kết thúc ở đây nha bà con. Bà con nhớ đón theo dõi clip sau. Những giải thi những cái trận thi đấu tiếp theo sẽ tiếp tục nha bà con. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bây giờ thì đến cái phần trao cờ lưu niệm cho các đội chuẩn bị thi đấu giải đua bò bảy núi An Giang năm 2022. Coi Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Tiếp theo là cái phần thi đấu của giải đua bò bảy núi An Giang. Tiếp tục mình sẽ tường thuật trực tiếp giải thi đấu năm 2022 nha. Cô chú anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh cho Coi Tùng Vlog thì nhớ cho Coi Tùng Vlog một đăng ký kênh. Giờ này hầu như là những cái chỗ mà thi đấu về đích thì rất là đông luôn. Giờ này thực sự là rất là đông. Đang chuẩn bị thi đấu đội đầu tiên. Này quá đông bà con luôn à. Không biết là chỗ nào về đích đây. Chỗ này phải chỗ về đích không anh? Về đích là đằng cuối đằng kia ha. Rồi ở đây là chỗ điểm xuất phát ha. Rồi mình sẽ cố gắng ghi hình toàn cảnh lễ hội đua bò bảy núi An Giang năm 2022. Giờ này thì rất là đông luôn rồi. Quá đông bà con phía trên luôn. Đây hai đội đầu tiên sẽ thi đấu, không biết mà chưa có biết là số mấy nha. Ban tổ chức vẫn chưa thông báo hai cặp bò đầu tiên thi đấu. Ở ngoài hiện tại thì rất là đông bà con cũng đang nóng lòng theo dõi những cái đôi bò của mình đang chuẩn bị thi đấu nè. Bên kia xa xa bên kia là núi Cô Tô nha bà con.
như phía ngoài giờ này thì không còn một chỗ ngồi luôn nè. Thời tiết giờ này cũng khá là nắng á. Đây là mấy em người dân tộc Khmer chuẩn bị để biểu diễn văn nghệ để khai mạc lễ hội đua bò biển núi An Giang nha. Trong chương trình
lễ khai mạc Hội đua bò truyền thống huyện Chi Tôn lần thứ 16 năm 2022. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự tham dự của các vị đại biểu. Về phía cấp tỉnh, trân trọng giới thiệu ông Quỳnh, Ủy ban nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức. Đá Toto 622. Đến tham dự lễ khai mạc cho các chủ bò và cuối cùng là dự thắng thi đấu và bế mạc trao giải. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông. Đề nghị đối tác bảo thủ thành sự thường xuyên của Chi Tôn. Kính thưa các vị hòa thượng, thưa tất cả quý vị đại biểu, Hội đua bò bảy núi truyền thống của huyện Chi Tôn hoạt động thường niên được tổ chức trong cái dịp lễ đoàn ta, đặc biệt năm nay chúng ta chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang. Đối với các chủ bò, người điều khiển bò hãy thi đấu hết sức mình với phương châm phục vụ là chính, để đáp ứng sự cổ vũ nhiệt tình của quý khán giả. Về lực lượng trọng tài, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực, đúng luật. 6/2022 thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Giang. Và sau đây trân trọng kính mời ông Châu Khiên Sóc, đại diện lực lượng trọng tài, giám sát lên phát biểu. Rồi bây giờ hai cặp bò đầu tiên đang chuẩn bị vào sân để thi đấu. Chưa biết là số mấy luôn, tại vì đến giờ mới chưa thông báo hai đội thi đấu, không biết là cặp bò nào. Nước suối đó cha đi cha. Hiện tại thì mình nghe được là đôi bò số 2 đi trước đang thi đấu, đó là đôi bò số 2. Đôi phía sau là đôi số 5 nè. Yeah.
cặp sao quá sung rồi. Cái cặp sao thật sự là quá sung luôn. Rồi cuối cùng kia. Bây giờ mình sẽ đợi để lấy. Rồi số 5 đang leo lề. Tiếp theo đó là đội số 4. Con chưa biết là đội nào chiến thắng nha. Đội số 5 và đội số 4. Số 4 leo lề luôn rồi. Leo xong rồi. Giờ sẽ thi đấu lượt thi đấu thứ 3, đó là trước tiên là đội có số đeo số 6, cặp bò mang số 6. Rồi đội cặp thi đấu tiếp theo đó là giữa đôi bò số 7 và đôi bò số 6 nha. Đội phía sau là đội số 7. Bạn nói với ông đợi nón xanh mà cầm cái điện thoại tôi ống ngoài đừng có bước ra đường kéo bước ra đó. Giờ hai đội đã tiến hành thi đấu rồi, giữa đội số 6 và đội số 7 nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bên câu vị đích nha. Hai đội sắp từ đích nha. Hình như là đội số 7 đã leo lề, còn đội số 6 vẫn đang về đích. Té luôn rồi, không biết là có sao hay không nữa. Thằng nào chơi? Có thằng béo luôn mà. Giờ nó chốt bạn kêu kìa. Ơi, cái đội số 6 đã bị cái đội số 7 đã leo lề. Đội số 6 đã giành chiến thắng nha. Kêu anh công an, kêu cái thằng có xanh rồi nè. Rồi cặp thi đấu tiếp theo là đội cặp bò mang số 10. Cặp bò có hai cái màu rất là khác biệt nhau. Đội bò mang số 10 và thi đấu với cặp bò số 9. Ồ, cặp bò này rất là khủng luôn. Hứa hẹn một cái trận đấu sẽ là hấp dẫn. Cặp bò số 9 có một cái hình rất là khủng luôn. Rồi bây giờ đội số 9 và đội cặp bò số 9 và cặp bò số 10 sẽ chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo. Trận này hứa hẹn sẽ mà là một trận đấu hấp dẫn nha. Rồi bây giờ đội cặp bò số 9 và cặp bò số 10 đang cái dòng đầu tiên đó là dòng đi hổ xuống cái chân cái lỗ bị vừa xuống đó. Anh ơi, mọi mấy đói vô trong nha anh. Mà chuẩn bị bà con sẽ đón theo dõi cặp bò nào sẽ về đích trước tiên nha. Rồi hai đội đang chuẩn bị về đích. Đội số 9 cặp bò số 9 và cặp bò số 10 đang so kè rất là căng thẳng. Nhưng mà phía trên thì rất là đông bà con. Đây cặp bò số 9 đã về trước nha. Số 9 đang chiến thắng. Cặp bò chạy rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cặp bò số 9. Ở đây chắc có bao tại họ chạy từ tại giờ cũng ra trước cả. Giờ đất thần lúc này rất là cho lạc. Bây giờ phải qua bên kia. Tiếp
theo sẽ là đôi bò số 12 sẽ thi đấu trận tiếp theo. Không biết là thi đấu với đội nào đây? Đôi bò số mấy đây? Hình cũng rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Quá hùng hậu. Rồi như vậy là cặp thi đấu của giữa đội số 12 và đội số mấy mình không biết, đã có một đội bỏ cuộc nên đội cặp số 12 sẽ đi một vòng cài vòng thả, và đội giành chiến thắng đó là số 12 luôn. Số 17 chứ không phải là số 24 nha bà con.
tại thì cặp bò số 18 và cặp bò số 17. Hai cặp bò này quá khủng khiếp luôn à. Đây, hai cặp bò hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn luôn. Hai cặp bò rất là khủng luôn. Hai cặp bò rất là khủng luôn. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Hai cặp bò quá khủng luôn. Rồi, hai cặp bò đang chuẩn bị đi đường thả nha. Hai cặp bò này là hai cặp bò rất là khủng luôn, hứa hẹn sẽ là một trận về đích hấp dẫn. Rồi hướng về bên đây thì cặp bò tiếp theo thi đấu. Cặp bò số mấy mình quay nhẹ chảy hơi hút rồi. Hai cặp bò kia mà lại. Có nào? Cặp bò số 17 đi giành chiến thắng. Trên cũng rất là đông khán giả xuống để cổ vũ cho các đội thi đấu. Rất là đông luôn. Lấy lại đi. Bây giờ mở sau thì là cặp bò số 24. À đây con này 24 này, mình cổ vũ cho 24 nha. 24 nào trai mấy đứa nghe. Cặp bò 24. Chút xíu ra là nhào lên cái dân này đây à. Hết hồn chứ. Thải lắc không chứ. Rồi có một con bò này không biết lý do gì mà không chịu đi. Ủa sao vậy? Chỉ đứng một chỗ thôi. Chủ có hôm nay mà cũng có gặp đó. Ôi không biết lý do gì luôn. Cặp
không chịu di chuyển luôn. Chèo chở xe về đâu không ăn cái hè sinh tay của em cái gì đó. Hai ba Hà Giang. Hai ba. Hai bốn Hà Giang. Mình về đích các bạn ơi. Người áo ơi. Chưa. Tiếp theo đó là mang số 05
Nghĩa là đi đấu với cặp bò nào đây? Anh lên trước cao nè. Đạp trước con trước là như vậy là cái đôi bò đi trước mà đôi bò chạy sau, nếu mà đạp bừa có đôi bò phía trước là đôi bò phía sau chỉ giành chiến thắng đúng không anh? Thua chứ, đôi bò mà phía sau mà đạp đôi bò phía trước là đôi bò phía sau thua chứ. Anh nói sao trước mắt là hết được luôn. Tại cái dòng thả này nè là nếu mà đôi bò phía sau đạp trước đó là đôi bò sau thua. À, có dòng thả vô dòng hô, dòng thả trong đó là đôi bò sau đạp là thắng. Còn dòng thả ngoài này là nó đôi bò sau đạp là thua. Để nó dành cái để ngồi khán giả hỏi sao sao trước thi đấu với cặp bò số 6 nha. Như vậy là sẽ là thi đấu giữa đôi bò số 6 phía trước. Rồi sẽ bắt đầu hai đội đang thi đấu. Rồi bây giờ hai đội đã về đích. Hình như là mình thấy đội đôi bò số 6 đã về đích. Rồi đôi bò số 6 đã giành chiến thắng nha. Rồi đôi bò số 6 đã về đích và giành chiến thắng. Còn đôi bò số 5 phía sau. Cũng có hàng ngàn khán giả đang theo dõi những cặp bò thi đấu trong giải đua bò bảy núi An Giang năm 2022. Rồi tiếp tục là đôi bò số 8 thi đấu với cặp bò số 10. Cặp bò số 10 này có hai cái màu rất là rõ rệt luôn. Bây giờ sẽ là trận thi đấu tiếp theo giữa đôi bò số 8 và đôi bò số 10. Rồi đây hai đội đang chuẩn bị tiến vào thi đấu. Rồi.
Như vậy là số 8 đã về giành chiến thắng. Số 8 đã giành chiến thắng. Tiếp theo cặp thi đấu tiếp theo là giữa cặp bò số 13 đi trước này nha. Đây là cặp bò số 13 thi đấu với cặp bò số 12. Nhưng mà lại sẽ
đi về lên trên. Vẫn đi xuống, không biết là có giành chiến thắng được hay không đây. Cái đội sau thì chạy rất là chậm luôn. Vậy là cặp bò số 17 vẫn giành chiến thắng nha. Cặp bò số 17 mặc dù đi lên trên bờ lề nhưng mà vẫn giành chiến thắng cho cái cặp bò phía sau đi khá là chậm. Không biết là cặp bò phía sau có vấn đề gì mà đi rất là chậm luôn. Cái bò này giống đang buồn ngủ quá ta. Cặp bò này đi quá chậm luôn à. 17 đã giành chiến thắng. Rồi sẽ là cặp thi đấu tiếp theo. Thì mình hơi trễ rồi, hình như là qua cái hố cái lần số không biết có mấy này. Cháu thứ cặp nào đây? Bây giờ hai đội đã tiến hành thi đấu rồi. Giữa đội số 6 và đội số 7 nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bên sau về đích nha. Rồi bây giờ đội số 9 và đội cặp bò số 9 và cặp bò số 10 sẽ chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo. Trận này hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn nha. Anh công an ơi. Anh công an. Rồi bây giờ đội cặp bò số 9 và cặp bò số 10 đang cái vòng đầu tiên đó là vòng đi hổ xuống cái chân cái lẩu bay bay vừa xuống đó. Anh ơi anh mời mấy đối vô trong nha anh. Mình chuẩn bị bà con sẽ đón theo dõi tập bò nào sẽ về đích trước tiên nha. Rồi hai đội đang chuẩn bị về đích. Đội số 9 cặp bò số 9 và cặp bò số 10 đang so kè rất là căng thẳng. Nhưng mà phía trên thì rất là đông bà con. Đây cặp bò số 9 đã về trước nha. Số 9 đang chiến thắng. Cặp bò chạy rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cặp bò số 9. Ở đây chắc có bao lại, họ chạy được lại gì cũng là chứ. Giờ đích rồi, giờ đích rồi, giờ làm. Bây giờ phải qua bên kia. Tiếp theo sẽ là đôi bò số 12 sẽ thi đấu trận tiếp theo. Không biết là thi đấu với đội nào đây? Đôi bò số mấy đây? Out, out. Có một cái hình cũng rất là đẹp. Tao mà nghe quá đẹp luôn. Quá hùng độn. Rồi như vậy là cặp thi đấu của giữa đội số 12 và đội số mấy mình không biết, đã có một đội bỏ cuộc nên đội cặp số 12 sẽ đi một vòng cài vòng thả và đội giành chiến thắng đó là số 12 luôn. Số 12 chạy một mình nhưng vẫn về đích rất là nhanh. Đội số 12 sẽ giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Rồi giờ sẽ thi đấu tiếp theo đó là cặp bò số 16 nha. Thi đấu với cặp bò số 15. Rồi
nó bắt cả là người Nam. Rồi cặp đấu tiếp theo là đội cặp bò số 15 và cặp bò số 16 đang chuẩn bị đi dành chạy nha. Đội bò này cũng hứa hẹn sẽ làm một cái trận đấu hấp dẫn ở đây. Hai đội đang chuẩn bị đi dành chạy nha. Đi dòng thả, hai đội sẽ chuẩn bị đi dòng thả trước đi. Rồi mình sẽ đón xem khúc quỳ đất nha. Tại vì bên kia thì hơi khuất á, mình quay cho bà con xem khúc quỳ đất. Từ sáng giờ mới đã được cái này á. Đây, đây là cái cặp bò thi đấu tiếp theo, mình thấy đang chạy thả ra đó là cặp bò số 24. Bò số 24 đang chuẩn bị thi đấu với cặp bò số 18. Cặp bò số 24 và 18 đang chuẩn bị để ra sân thi đấu. Số 18 và số 17 chứ không phải là số 24 nha bà con. Hiện tại thì cặp bò số 18 và cặp bò số 17. Hai cặp bò này quá khủng khiếp luôn rồi. Đây hai cặp bò hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn luôn. Hai cặp bò rất là khủng luôn. Hai cặp bò đi rất là khủng luôn. Sớm giờ tới luôn, hai cặp bò quá khủng luôn. Rồi hai cặp bò đang chuẩn bị đi đường thả nha. Hai cặp bò này là hai cặp bò rất là khủng luôn, hứa hẹn sẽ là một trận quay đích hấp dẫn. Tiếp theo là đội có cặp bò mang số đeo là số 1 nha. Không biết thi đấu với đội nào đây. Đây phía sau cặp bò số 2. Hôm nay thì sẽ thi đấu tiếp theo là cặp bò số 1 và trận và cặp bò số 2. Số 1 thì đi trước, số 2 đi sau. Rồi cặp thi đấu tiếp theo sẽ là cặp bò số 23. Cặp bò số 23 đang tiến vào sân để thi đấu. Không biết là sẽ thi đấu với đội nào đây. Đây phía trên thì hiện tại thì khán giả phía sau cũng rất là đông luôn. Rồi hai đội đang chuẩn bị
về đích nha. Đây đang xiết chỗ 21 đang dẫn đầu nha, quá hấp dẫn luôn. Hai đội này sẽ so kè với nhau rồi. 21 đã về đích nha, 21 đã giành chiến thắng rất tiếp tục luôn. Ôi hết hồn, chạy ngay trang vị trí của mình luôn, giật mình. Rồi đội 21 đã giành chiến thắng, 20 cũng về sau. Hai mình nữa nè, chút xíu nữa là mình chút xíu là bị hun này. Nhớ nha, thôi sau lưng không quay anh nha. Vì vậy là cặp bò số 23 để thi đấu mình lên, vì cho lý do là hai cặp bò chung với nhau. Quá đẹp luôn, số 23. Số 23 về đích luôn. Giành chiến thắng là đội cặp bò số 23. Tiếp theo là cặp bò số mang số là 06. Sẽ thi đấu với cặp bò nào đây? 06. Ồ, cặp bò này cũng rất là đẹp luôn. Sẽ thi đấu với cặp bò số 02. Cặp bò số 02 này có một cái cặp sừng rất là đẹp luôn. Hồi sớm đầu clip mình có quay thông tin cho bà con đó. Cặp bò này có cái cặp sừng thật sự là rất là đẹp. Để mình xem cặp bò này thi đấu có hay không nha. Thật sự là cái cặp bò rất là đẹp luôn. Đây cái cặp sừng mà sớm đầu clip mình có giới thiệu nè, có cặp sừng rất là đẹp luôn. Để xem bò này thi đấu như thế nào nha. Còn nhớ đón xem và theo dõi, nhớ ủng hộ cho Phan Tùng Đô Đốc bằng một đăng ký kênh nha. Rồi đây có mấy em trai, mấy em gần đây không? Dạ. Mấy em ở đây luôn hả? Không, mấy em ở Chi Lăng đúng không? Chi Lăng City. Rồi bữa nay được cái fan Chi Lăng đến để cổ vũ cho các đội thi đấu trong giải đua bò bay núi An Giang năm nay. Cái nắng 40 độ hả? 40 độ. Giờ cũng có rất là đông khán giả luôn nè. Bạn cũng theo dõi các đội thi đấu. Rồi bây giờ hai cặp bò có tốc độ thi đấu rất là nhanh luôn, đang tiến về. Cặp bò này chạy thật sự là hình như là cặp bò số 2. Rồi cặp bò thi đấu tiếp theo sẽ là cặp bò số 8. Sẽ thi đấu với cặp bò số 13. Số 8 sẽ thi đấu với cặp bò số 13. Ô, cặp bò này rất là có cái nét rất là đẹp luôn. Có quấn một cái khăn ở phía trên cái đầu nè, giống như những bác nông dân cày ruộng vậy đó. Rất là đẹp luôn. Ô, cặp bò rất là lạ luôn. Đó, bà con nhớ ủng hộ cho cặp bò này nha. Thôi cặp bò quấn cái hai cái cành ở phía trên rất là đẹp. Cùng nhau chờ đợi kết quả nha. Rồi hai đội đang
bờ có đội phía trước. Đó, như vậy là cặp bò số 8 đã giành chiến thắng. Cái cú nối rút quá là rất là ngoạn mục luôn. Đây, đội số 8 đã giành chiến thắng. Rồi không biết là cái anh chỗ đó có sao hay không nữa thì rồi thật sự rất là nguy hiểm nha. Cái anh chủ bò của phía trước bị té nên là bị cái chân bò phía sau đạp lên, không biết là có sao hay không nữa. Giờ nhân viên y tế đang vào cuộc để chăm sóc sức khỏe cho anh. Thật sự là đua bò thì cũng là một cái giải đấu rất là nguy hiểm. Những khán giả khi mà đứng gần ở phía trên sân thì cũng nên cẩn thận. Để mình xem tình hình có sao không. Sự cũng rất là nguy hiểm nha. Rồi như vậy là trận thi đấu này là trận bán kết 1 nha. Cặp bò số 16 ơi. Rồi hình như là cặp bò phía sau mình thấy là cái cặp bò phía sau như là cái cặp giò như là bị sượng á. Rồi nên là bỏ xa rất là xa luôn. Cặp bò số 16 đã giành chiến thắng rất là dễ dàng luôn. Cặp bò số 16 đã giành chiến thắng trong bán kết 1. Rồi cặp bò thi đấu tiếp theo sẽ là giữa đội cặp bò số 16 và cặp bò số 19. Cặp bò phía sau thì rất là bao nhiêu, nhìn rất là còn mỏng manh luôn. Còn cặp bò phía trước thì có một cặp sừng rất là khủng khiếp luôn. Ở hạng cũng là một cái trận thi đấu hấp dẫn luôn. Cặp bò số 19 cũng về đất. Đánh nhau số 15 ủi lên lề luôn rồi, chuẩn bị chạy nha anh em. Chút xíu đó mấy anh em sẽ chuẩn bị chạy luôn rồi. Cái bò đang lặn ở phía đây. Rồi trận bán kết 2 sẽ là cặp bò số 23 và cặp bò số 21 sẽ là một cặp tiếp theo thi đấu bán kết nha. Bò số 23 và cặp bò số 21 sẽ là trận thi đấu bán kết 2. Cặp bò này có cái cặp sừng cũng rất là bén luôn. Hai cặp bò này cũng hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn đây. Rồi bây giờ đã tiến hành thi đấu trận bán kết 2 nha, giữa cặp bò số 21 và cặp bò số 23. Cặp bò này sẽ hứa hẹn là sẽ một cái trận đấu rất là hấp dẫn đây, do cặp bò nào cũng có cái thân hình rất là khủng luôn. Đây đang đi vòng thả cua thứ nhất nha. Ồ, mới vô thì cặp bò phía trước đã bắt đầu tăng tốc rồi. Ồ, hai cặp bò này thật sự là một chín một mười với nhau. Rồi. Cặp bò phía trước quá hay rồi.
thì cặp bò số 23 đã giành chiến thắng tuyệt đối luôn, bỏ rất xa cái cặp bò phía sau luôn. Rồi 23 đã giành chiến thắng để bầu thi đấu rồi chung kết chiến thắng thùng bò để bò số 23. Rồi đây là trận bán kết tiếp tục nha, là cặp bò số 8 sẽ thi đấu với cặp bò số 2. 08 và 02 nha. Cặp bò số 02 phía sau này mình nhìn thấy hình như là cũng rất là trứng nha. Khi mà đi rồi hình như là không có đi không thả lắm nè. Con hai này chạy rất là khó chịu luôn. Thấy cái động tác của cái mà lôi mà đi hơi đi lộn. Bò này đi lộn nha. Đi không tự mẹ. Hứa hẹn sẽ là một cái trận đấu hấp dẫn ở đây. Cô chú anh chị nhớ theo dõi trận thi đấu này, bán kết này nha. Cặp bò này cũng rất là trứng luôn, chỉ thiếu ăn hay gì ốm nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cách bò nha. Bây giờ sẽ là hai đội sẽ thi đấu nha, và mình sẽ đi máy vào khu vực về đích để đón xem đội nào sẽ là giành chiến thắng. Cao quá. Cặp bò nào đi về đích đây nè. Ô, cặp bò này chạy quá đẹp luôn. Không biết lý do gì mà bị sụp này rồi. Nhưng mà đội này vẫn chiến thắng nha. Không biết là đội bò số mấy đây. Hình như là dắp giò hay vậy, dắp cái chân hay vậy. Rồi hướng về bên đây thì cặp bò tiếp theo thi đấu. Mình bò số mấy mình quay như chảy hơi hút rồi. Hai cái bò kia mà lại. Có nào? Đúng rồi. Bò số 17 thì giành thắng. Rất là đông khán giả xuống để cổ vũ cho các đội thi đấu. Rất là đông luôn. Lấy lại đi. Bây giờ mở thi đấu nghe lòng lợn à. Bò số 24. À đây, con này 24 này, mình cổ vũ cho 24 nha. 24 lao trai mấy đi. Số 21
chút xíu ra là nhào lên phía trên này. Hết hồn chưa? Thấy hết hồn chưa? Rồi có một con bò này không biết lý do gì mà không chịu đi. Ủa sao vậy? Chỉ đứng một chỗ thôi. Chủ có lúc này mà cũng không gặp nữa. Ôi không biết lý do gì luôn. Cặp bò này không chịu di chuyển luôn. Không ăn cái gì. Rồi do lý do cái đội kia, cái cặp bò kia, có cùng cái cặp bò số 23 về băng băng việt. Hai ba Hà Giang. Hai ba. Hai bốn gặp ai? Về đích của bạn ơi. Người áo rồi. Giá cái nãy vậy luôn rồi. Con bò này quá giả trứng rồi. Không chịu đi về luôn. Cạnh tranh khốc liệt nha. Chú Hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn nha. Về sau chúng ta sẽ có cảm giác càng hay hơn một chút. Mới có vào đi vòng thả thôi mà hai cặp bò đã máu lửa. Đưa máy cho nó đi mày. Rồi bây giờ mình sẽ đón đầu về đích nha. Cho đội số 2 nó giành chiến thắng về đích nha. Quá hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ tiếp tục là trận cái này hình như là số 16 này là vào chung kết rồi. Hình như là phải trận chung kết chưa. Rồi 16 đúng với em 16 với cặp đội số 23. Cái này chẳng chung kết chưa anh? Chung kết chưa? Bán. Mới bán kết hả? Bán con. Như vậy là không tin lại cho bà con cô chú anh chị là trận này chỉ là trận bán kết thôi nha, không phải chưa phải là trận chung kết. Tiếp tục trận bán kết giữa số 23 và số 16. Ôi cặp bò rất là hay luôn nè. Cặp bò
có hai cái màu rất là rõ rệt khác nhau luôn. Để xem kết quả trận này sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ trận bán kết tiếp theo nè sẽ là so kè giữa cặp bò số 23 và cặp bò số 16 sẽ là trận bán kết cuối cùng. Và sau sẽ là trận chung kết giữa cặp bò số 02 và cặp bò nào sẽ giành chiến thắng trong trận này sẽ thi đấu với chung kết với cặp bò số 02. Bây giờ sẽ chờ là trận bán kết cuối cùng giữa 23 và 16. 23 vẫn đang dẫn đầu về đích. Ồ, rất là hay luôn. Quá nhanh luôn rồi. Số 23 về đích, bắn về đích. Rồi, số 23 đã giành chiến thắng. Tuyệt đối luôn. Chiến thắng tuyệt đối. Rồi, một chiến thắng tuyệt đối. Bỏ xa, rất là xa đội cặp bò số 16. Như vậy là trận chung kết sẽ vào chung kết, đó là cặp bò số 02 và cặp bò số 23. Đón xem trận chung kết nghe cô chú anh chị. Rồi bây giờ sẽ thi đấu giải 3-4 giữa số 8 và số 16. Đây là trận đấu tranh giải 3-4 số 16. Cặp bò số 16. Vậy là tranh 3-4 16 giữa đội cặp bò số 16 và cặp bò số 8. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chờ đợi kết quả thi đấu giữa cặp số 8 và số 16, đội nào sẽ giành chiến thắng nha. Rồi mình sẽ qua bên khu vực về đích nha. Rồi bây giờ sẽ là kết quả, không biết đội nào dẫn đầu đây. Hình như là số 8. Ôi, số 8 lên bờ rồi. Rồi. Không biết là đội nào chiến thắng đây. Số 16 và đội số 8. Ôi. Đội kia không biết là. Không biết là đội nào chiến thắng luôn, mình cũng chưa không tin được nữa. Tôi muốn chị thắng luôn. Thôi vậy là đội 16. Chúc mừng đội cặp bò số 16 đã giành chiến thắng nha. Thôi. Rất là may mắn luôn, cặp bò số 8 đã lũi lên trời. Wow. Đây. Giải 3-4 đã thuộc về đội cặp bò số 16. Giải 3 sẽ thuộc về đội số 16. Rồi bây giờ sẽ là trận chung kết giữa đội bò cặp bò số 23 và cặp bò số 2. Đây là cái trận chờ đợi nhất của bà con thi đấu trong giải Bảy Núi An Giang năm nay, đó là cặp bò số 23 và cặp bò số 2. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất là hấp dẫn đây. Trận đấu này mình sẽ tường thuật trực tiếp nha, quay toàn cảnh từ khi mà diễn biến từ khi cấp đi cho đến về đích luôn. Đây cặp bò 23, bò rất là đẹp luôn. Rồi, quay ra phía sau, đó là cặp bò số 2. Cặp bò số 2 này thì lúc nào cũng phải là có hai anh dẫn đi, thì cặp bò này mới chịu đi theo. Đó, cặp bò cặp sừng rất là đặc biệt luôn. Đây, mình sẽ mời cô chú anh chị theo dõi trận chung kết. Đây là trận chung kết giữa cặp bò số 2 và cặp bò số 23. Cặp bò số 23 sẽ là cặp bò đi trước nha.
cặp bò số 02 sẽ là cặp bò đi sau. Trận chung kết đã bắt đầu. Không biết là đội nào, cặp nào bò nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này đây. Mới khởi đầu thôi, mới có đi vòng đầu tiên thôi mà cặp bò đã quyết định là tăng tốc từ khi mà diễn ra luôn. Cố gắng là ghi hình rõ nhất cái trận chung kết như thế nào nha. Đến đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video giải đua bò Bảy Núi năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp. Đôi bò số 23 đã giành chiến thắng tuyệt đối. Chúc mừng cho đôi bò số 23. Rồi, hẹn gặp anh chị và các bạn trong giải thi đấu Bảy Núi tiếp theo. Rồi, tạm biệt và hẹn lại những video tiếp theo.